Sau khi phát triển mạnh mẽ tại Nhật Bản, công ty Total Interior Tops chuyên về sản xuất và thi công giấy dán tường đã mở rộng thị trường tại Việt Nam. Không những vậy, công ty còn tập trung đào tạo nhân sự lao động Việt để làm việc tại Nhật. Công ty Tops được thành lập năm 1990 tại Tokyo, Nhật Bản và mở rộng thị trường tại Việt Nam vào năm 2014. Hiện doanh nghiệp đã và đang triển khai nhiều ngành nghề như đào tạo nhân lực xuất khẩu lao động làm việc tại tập đoàn Tops Nhật Bản, sản xuất giấy dán tường xuất khẩu sang các nước châu Á và châu Âu, thi công giấy dán tường. Doanh nghiệp cho biết, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh, nhưng các nhà đầu tư Nhật Bản vẫn đánh giá cao triển vọng kinh doanh, lợi thế thị trường tại Việt Nam. Konnichiwa. Vietnamの方は日本人と比べて hungry 精神がとてもあり、手先がとても器用で忍耐力、我慢強い方がとても多いので、今後間違いなくアジアの中でナンバーワンになるであろうはベトナムだと思います。その方たちと私たち日本人が協力をして、今後アジア、カンボジア、マレーシア、ラオス、ミャンマーなど各地に組織を作って大きくしていくことが、トップスの目的になります。 Được biết vật liệu sửa chữa và thiết bị thi công giấy dán tường của doanh nghiệp đều nhập khẩu 100% từ Nhật Bản, nên có các ưu điểm chống ẩm tốt, chống mài mòn và có độ chống xước cao. Hiện Tops thi công khá đa dạng ở các công trình như nhà ở, chung cư, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, trung tâm thương mại.